Anh mà mặc áo xanh xanh là thợ Sài Gòn nên mình thuê. Thợ đó là thợ chính làm nhà cao tầng. Đó. Anh ấy chuyên làm nhà cao tầng ở Sài Gòn, nhưng hôm nay mình gọi về đây để làm căn nhà nhà đây. Trước anh chuyên làm nhà Sài Gòn nha mọi người. Anh đó là thợ thợ chính luôn. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review căn nhà đơn sơ của mình cho mọi người coi nha. Đây, thợ đang làm. Hôm nay mình sẽ quay review căn nhà đơn sơ bé nhỏ của mình. Đó, nhìn rất là dễ thương mọi người. Đây, mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Từ trên cao mình có thể thấy một anh chàng thợ chính. Đây mọi người nha, mình sẽ review cho mọi người coi. Rất là cao. Đó, khi mình cầm điện thoại quay là anh kia cứ xuất hiện miếc. Đây mọi người, nhìn rất là cao luôn. Đây mọi người xem cái móng này rất là cao luôn. Đây là hồ kia. Mình sẽ vào bên trong để cho mọi người xem căn nhà của mình. Đây mọi người, tôi có review rồi. Đây mình sẽ đang review căn nhà bé nhỏ của mình. Đây là căn phòng studio. Đây mọi người, rất là cao. Đây phòng này chỉ có khách khách VIP mới được vào thôi, còn khách bình thường là không được vào đâu. Đây mọi người nha, một căn phòng nha. Đây chỗ kia là bếp, đây là cửa nhà, có ba bốn bốn cửa. Nhà nhiều cửa quá. Một cửa này, cửa đi ra đi vào này. Đây là cửa phòng, kia là cửa sổ, còn kia cũng là cửa đi ra đi vào. Đây là thợ ma lạ. Ập lấy kê, ông thợ này là giỏi nhất nè. Ruộng thì ô mê hét luôn. Ruộng rây mê hét luôn. Vợ thì mười đứa. Hai đứa vợ hết rồi. Đó luôn, kiểu là thợ. Mọi người, mình quay lại cái khuôn mặt của mình nhá. Khuôn mặt điển trai. Trai. Khuôn mặt điển trai. Không phải đẹp trai, điển trai. À, mọi người. Thôi, bye mọi người nhé. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.